Cụm công nghiệp Vân Đồn tại thôn Tràng Hương, xã Đoàn Kết có tổng diện tích gần 53 hectare, chia làm 4 khu. Triển khai xây dựng từ quý 2 năm 2022 đến nay, hạng mục san nền đã được thực hiện 60% khối lượng. Các nhà thầu đang huy động lượng lớn phương tiện, nhân lực, đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo cho chủ đầu tư thực hiện các hạng mục tiếp theo. Công ty được nhận nhiệm vụ từ tháng 6 năm 2022. Thì trong quá trình thi công từ tháng 6 đến nay thì về cơ bản là cái công việc mà bên công ty được giao thì đã hoàn thành được tất cả cái hạng mục là bốc xúc vận tải, bàn giao mặt bằng để cho bên các hạng mục ví dụ như là xây cống điện và hệ thống xử lý nước thải, về cơ bản đã làm xong lô 1, lô 2 và sang lô 3. Hiện nay, chủ đầu tư là công ty cổ phần Phú Thịnh Vân Đồn vẫn đang chỉ đạo các nhà thầu hoàn thành khối nhà điều hành và đã cơ bản xong hạ tầng đường, điện, hệ thống thoát nước mặt và nước ngầm khu 1, khu 2, sàn lấp xong mặt bằng khu 3. Đối với khu 4 có diện tích gần 9,7 hectare, đến nay vẫn chưa có mặt bằng sạch. Chủ đầu tư mong muốn địa phương sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công đúng kế hoạch đề ra. Đến nay thì các nhà thầu đã xây dựng được các tiến độ cụ thể. Và khi ngay sau khi mà có các cái mặt bằng bàn giao cho các cái nhà thầu thì các nhà thầu đã triển khai máy móc, thiết bị, nhân lực và con người để thực hiện 3 ca liên tục để đảm bảo cái tiến độ mà theo cái tiến độ của công nghiệp là đến 30 tháng 4 thì có thể cơ bản là tiếp nhận được các đơn vị thứ cấp vào cụm công nghiệp để triển khai xây dựng các cái dự án thành phần. Huyện Vân Đồn xác định cụm công nghiệp Vân Đồn là một trong 15 công trình trọng điểm chào mừng 60 năm ngày thành lập tỉnh. Việc sớm hoàn thiện và đưa vào khai thác có ý nghĩa rất lớn đối với sự phát triển của địa phương và trước mắt là tiếp nhận 250 cơ sở tiểu thủ công nghiệp di rời ra khỏi khu dân cư trên địa bàn.